quý khán giả, chúng tôi thuộc ở chương trình văn hóa nhân bản là Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp ông Mạc Giao, là chủ bút báo Diễn đàn Giáo dân. Từ bên Canada qua thì thưa anh có thể cho biết cái cảm nghĩ của anh khi mà dự cái lễ đoạn tang của ngục sĩ, nhà thơ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, thì cái cảm nghĩ của anh từ Canada sang đây thấy như thế nào? Dạ thưa anh và thưa quý khán thính giả, chúng tôi rất là hân hạnh được sang đây để cùng với các anh chị em làm lễ huy nhật 3 năm cho anh Nguyễn Chí Thiện. Vì anh Nguyễn Chí Thiện với chúng tôi không xa lạ gì, lúc khi anh còn sống anh cũng tranh đấu chung với chúng tôi. Và cái đặc biệt nữa là trước khi anh qua đời, anh đã chối chăng là giao vấn đề hậu sự của anh cho anh em trong Diễn đàn Giáo dân. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn anh Nguyễn Chí Thiện là một nhà thơ đấu tranh. Đấu tranh cho tự do, cho dân chủ, cho hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, và có tinh thần chống cộng triệt để. Với cái khẩu hiệu của anh là phải thay đổi cái chế độ cộng sản này thì mới có thể có những cái giải pháp cho đất nước và đỡ khổ cho đồng bào. Thì đó, cái chuyện đó nó là vừa chuyện riêng lẫn vừa chuyện chung, cho nên chúng tôi ngay là rất hân hạnh được đến đây để dự cái lễ tưởng niệm với Nguyễn Chí Thiện cùng với bà con ở vùng Orange County này. Vâng, dạ thưa, đời người thì ai cũng phải có đến lúc chết thôi. Nhưng mà xin anh có thể cho biết rằng cái tác động của thơ Nguyễn Chí Thiện là còn sống, thì cái tác động đó nó sẽ đóng góp cho cái việc tranh đấu cho tự do dân chủ như thế nào? Theo tôi, những vần thơ giống như là những loạt đạn của Nguyễn Chí Thiện nhắm vào chế độ cộng sản là có tác dụng rất mạnh trong quần chúng Việt Nam. Những cái tác động đó chúng ta không nhìn thấy, nhưng nó đi vào lòng của người đọc và nó ảnh hưởng tới suy nghĩ cũng như lập trường của người đọc. Vì vậy những cái lời nói nó có cái mạnh mẽ còn hơn võ khí nữa. Và nếu không có những lời nói, những cái người như Nguyễn Chí Thiện thì nhiều khi tội ác của cộng sản là không được nói ra, những cái mánh khóe của cộng sản không có được tiết lộ ra, và thiếu cái sự hô hào đoàn kết và hăng hái để dẹp cái chế độ cộng sản đó. Thành tôi cho những lời nói của Nguyễn Chí Thiện, và lát nữa đây tôi sẽ có bài nói chuyện với Nguyễn Chí Thiện, tôi cho là những lời nói của Nguyễn Chí Thiện là một võ khí đấu tranh chống cộng rất là hữu hiệu. Vâng, dạ thưa, một cái câu hỏi chót mà chúng tôi muốn hỏi ông Mạc Giao là ông nói rằng thì là chúng ta cần phải, và nhất là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là người sẽ dẹp bỏ chế độ cộng sản, chúng ta đều hợp tác để dẹp bỏ cộng sản, trong khi đó có một số người mà chủ trương hòa hợp hòa giải và nói rằng muốn chống tàu thì phải hợp tác với cộng sản, chế độ cộng sản bây giờ để chống Trung Hoa, thì ông nghĩ sao về cái thành phần đó? Tôi nghĩ rằng đối với một số người, tôi không nói toàn thể, có thể họ nghĩ như thế với cái thiện tâm của họ thật, nhưng mà giả dụ như không kể những cái người đâu, cho đó là một cái chiêu bài để né tránh vấn đề chống cộng sản, nhưng giả dụ có một số người thành tâm nghĩ thật như vậy thì tôi cho họ là quá ảo tưởng và ngây thơ. Tại vì với những cái người cộng sản đó thì họ không có suy nghĩ như chúng ta, mà tất cả chỉ họ sự tính toán để giành phần thắng lợi cho họ và dẹp những người chống đối của họ, và nếu cần thì lợi dụng những người chống đối đó trong một cái giai đoạn đó mà nào đó mà thôi. Khi mà cái mục tiêu của họ đạt được thì không có ai khác ngoài những người cộng sản sẽ tiếp tục nắm quyền. Cho nên chúng ta thấy rằng là nên, thứ nhất không nên gây thơ với cộng sản, và thứ hai nên cẩn thận đừng mắc mưu của cộng sản. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Mạc. Xin cảm ơn anh Vận, và cảm ơn quý khách thính giả.